Chơi các bạn. Nó biết lỗi gì đâu. Tao bữa nào không huấn luyện cho con Bạn cho biết nó con cua đi này con cua gì không? ghẻ đây Bắt lên luộc. Đây là con cua đá nè. con này được mẹ bé Đây là nó còn sống đó các bạn, mà mặt nước nó không có còn sống nhưng mà nó quéo lại gì đó. không biết Review con cua đá này. thôi nó kẹp cá khóc là làng đi. Nó không có mở cái càng nó ra đâu, nhưng mà thật sự nó còn sống đó. Hai cái càng nó ăn rất là ngon. Đây. Chọc con mắt nó nè, nó biết sống xong chọc con mắt nè. Sống chứ chết, còn này nó sống nhắn à, tại nó quéo là gì thôi. Đây là nó đòn, nghe người ta đòn là mấy người xưa đòn là con này là kẹp là trời gầm không nhả nữa. Nhưng mà đó giờ gì chưa kẹp ai. Kẹp là trời gầm không nhả luôn, hái càng ăn ngon lắm các bạn, bự bá luôn. Thịt ngọt xớt à. Điểm nè, nó quéo là gì đó, hiền khô à. Đây. Mấy cái ngoe nó có lông gì nữa các bạn. Thường thì con cua này ít xuất hiện, nó mới sống trong mấy cái ở dưới sông gần mấy cái cây đó, cây bự mà mới bị chết rồi nó làm hang cho nó thục nó đào bắt. Sao hôm nay nhà tôi bắt được con này, nên lên cho các bạn xem rất là đặc biệt. Ở vùng quê mình thì kêu bằng con cua đá mà không biết ở quê mấy bạn kêu bằng con gì. Hiền, rất là hiền luôn, làm kiểu gì cũng không 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 bò chứ. Béo là gì? Boy, kẹp kẹp cái càng ăn rất là ngon các bạn. Thịt không à? Cua đá. Đang chuẩn bị đem đi luộc nữa các bạn. Hiền dữ lắm luôn. Không kẹp là không. Gặp con cua thường là nãy giờ cầm gì là nó kẹp tôi là nát cái tay rồi các bạn. Không. Đánh luôn. Còn nó bơi đi đâu vậy hả? Đây là con ghẹ. Con ghẹ. Đây là Có rất là con ghẹ cái nè các bạn. Con ghẹ thì khỏi giới thiệu nha các bạn biết rồi. Con ghẹ cái nè, ghẹ cái cái yếm nó gì nè. Nó hơi vuông. Còn ghẹ đực. Ôi nãy giờ tôi bắt ghẹ cái không à. Ghẹ cái ăn ngon hơn ghẹ đực. Tôi nãy tôi bắt ghẹ cái không, giờ không có ghẹ đực cho các bạn coi này. Ghẹ cái hết luôn rồi. Yếm gì chứ gì Ghẹ nè. đực thì nó cũng giống gì thôi, nhưng mà nó cái Yếm là hình tam giác nó nhỏ nhọn ấy. hơn, nó nhọn Nhỏ xíu nó à. nhọn đúng rồi. Còn cái này giống như kiếm ngày xưa. Còn cua đá đâu, nãy giờ nó không chịu bò ra luôn, nó dị luôn, yếu luôn. Rất là cứng, con cua này rất là cứng, cắn không nổi các bạn. Không phải giống như con cua này đâu. À, con y Ờ vậy đúng á. rồi, con cua này là con cua đực các bạn. Con ghẹ thì cũng giống vậy, cái yếm nó nhọn như nè. Đây, cua đá. Vậy các bạn cứ giết lựa cua đi, đừng có Kẹp lựa vậy mấy. cua nào chà bá mà nó không có không. Gặp con cua này nè, gặp con cua này có càng, nãy giờ tôi cầm gì là nó kẹp tôi nát cái tay các bạn. Chứ không phải giống như con cua đá này đâu. Rồi, cảm ơn các bạn.